theory gồm ID, name, description, ảnh, ảnh thôi nhá, ảnh thì để lần sau, bởi vì làm cái ảnh nó mất thời gian lắm. Được chưa? Ba cột này, sau đó tôi xếp xuống, tôi tạo bảng là categories. Lưu nhá. Đây, trong cái bảng này tôi sẽ thêm một vài dữ liệu mẫu vào đây. Name bằng chuyện thiếu nhi. Just lằng ngoằng. Tiếp theo là chuyện người lớn. Đây là chuyện ma. Như này đúng không? Không. Bây giờ này, tôi sẽ dựa vào cái bài cũ kia, tôi sẽ tạo ra một cái lớp để giúp tôi tương tác với dữ liệu dễ hơn đúng không? Xóa bén cái này đi. Tạo ra một cái, tôi tạo thêm hẳn một thư mục tên là model. Trong cái thư mục model này thì tôi sẽ tạo ra một cái file mới tên là category.pp. Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ có như sau này. Code PHP, trong này có cái class bằng category đúng không? Xong chưa? Được chưa nhỉ? Rồi trong này tôi sẽ có cái gì nữa? Constant là table name bằng categories. Đây là cái bảng trên cơ sở dữ liệu của mình đúng không? Làm gì không? Lại cài lại. Sao mày suốt ngày cài lại vậy? Được chưa? Constant, lấy constant ra này. Tiếp theo này, tôi sẽ có một cái biến, à một cái hàm là function. Function get connect. Nếu thích làm tử tế thì làm như này luôn, get connect. Được chưa? Thì ở trong này tôi sẽ có cái thôi đây, tôi sẽ có cái biến là $con bằng new PDO đúng không? Cái này quen thuộc chứ? MySQL hả? Không khai báo gì? Cứ bình tĩnh, thong thả đã, làm gì mà vội thế? Thong thả đã nào. MySQL này host bằng 127.0.0.1 đúng không? Chúng ta hard code vào đây, sau này chúng ta chuyển vào thành những cái giá trị sau. DB name bằng cái gì nhỉ? K31B2 đúng không? Charset bằng UTF8. Và ở đây là root đúng không? Root của tôi là root và password 123456. Xong, thế là tôi có connect và tôi tiến hành là return cái biến con này. Này có được không? Cái này là trả về cái kết nối cơ sở dữ liệu đúng không? Đúng chưa? Xong nhá. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ làm một cái hàm. Tôi tạo ra một cái hàm mới, function là get all này. Đúng không? Get all này. Sau đó sao? Tôi có cái gì? SQL bằng câu lệnh là gì? Select cell from gì? Cộng với cell 2.2.table name. Cái cell này các bạn chưa biết thì tôi giới thiệu luôn. Cái cell này nó tương đương với cái việc là lấy cái tên lớp. Tên lớp 2.2.table name tương đương với cái việc là gì? Category 2.2.table name. Đúng không? Thì nó sẽ ra cái giá trị này. Được chưa? Rồi, tôi đến đây tôi dừng lại, tôi va đầm. Va đầm ra cái SQL. Và tôi đài luôn cho nó chắc củ. Được chưa? Lên ngồi trên này. Không ngồi dưới. Lớp này tôi anti ngồi dưới. Ngồi cạnh Tùng ạ. Cô cứ cạp chết nó đi. Hai giờ nó trâu chó lắm. Rồi các bạn code đi. Xong rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng.
Được chưa? Không kìa. Rồi nha. Tiếp tục này. Mấy đứa dưới xong chưa? Mày bị điên này. Mày từ từ cho chúng nó theo kịp cái nào. Ông cứ để theo kịp để lớp biết đâu bọn này nó rất hay có cái trò nào nó cốt sai cú pháp ở đâu đấy. Để biết mà sửa luôn đấy. Tôi là tôi chờ công là để công có lỗi để tôi còn xuống tôi hỗ trợ tôi sửa để các bạn khác còn biết lỗi. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Bây giờ index này. Bây giờ chúng ta tiến hành là lấy toàn bộ dữ liệu trong bảng category, đúng không? Thì mình có cái gì, mình cần làm cái gì? Dễ cực kỳ luôn. Requirement, cái này có hiểu không? Có hiểu không? Model category .php, cái này có hiểu không? Không à? Tương đương với việc là bê toàn bộ code ở trong này vứt vào đây. Đã hiểu chưa? Đấy, bê toàn bộ code, cái mớ code này vứt vào trong cái đoạn require này. Được chưa? Đến đây thì hiểu rồi thì. Xong chưa? Đã có lớp rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái lớp này. Chúng ta có cái biến kết model bằng new category, đóng mở ngoặc. Xong phim. Và bây giờ chúng ta tiến hành là đô la, làm sao để chạy cái hàm này nhỉ? Làm sao để chạy cái hàm get all? Gọi ra như nào? Gọi như nào? Đô la kết model trỏ đến get all như này hả? Đúng không? Bây giờ chạy nó ra cái câu lệnh này là đúng. Được chưa? Chạy thì chạy. Localhost sược K31B2 sược L63. Đúng chưa? Đúng chưa? Chạy đi chưa? Đây. Chạy đây, kết quả ở bên này. Nhà ngu. Đây, kết quả đây, select sound from category đúng không? Rồi nha, tiếp tục này, các bạn thấy này, để em này. Tôi copy y xì kết cái này. Tôi vào cái model này, tôi tạo ra một cái product.php. Tôi pệt thẳng xuống. Tôi sửa cái này thành product. Tôi sửa tên bảng thành product. Sao lại bị bôi đỏ nhỉ? Sai cái gì? Nó chưa load được đấy. Ở đây tôi require thêm một cái file nữa là product, new product, cũng get all. Câu lệnh của chúng ta sẽ là sao? Có giống nhau không? Chỉ thay đổi một tí thôi. Bây giờ mỗi cái lớp này là tương đương với một bảng của chúng ta. Chúng ta tương tác với bảng nào thì chúng ta require cái class đại diện cho cái bảng đấy trong cơ sở dữ liệu ra. Gọi các hàm giống nhau. Có sướng không? Được chưa? Rồi nha, tiếp tục này. Tiếp này. Bây giờ có SQL rồi. Cần connect đúng không? Cần cái connect để prepare cái câu SQL vào. Đúng không? Chúng ta có cái biến STMT bằng đô la zit à? Zit là chính là cái new category mới đấy đúng không? Trỏ đến get connect trỏ đến prepare prefer học dốt SQL này có đúng không? Bởi vì các bạn để ý này, cái này nó return là cái này return là cái return cái đối tượng của PDO đúng không? Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể cái này nó là trả về cái kết quả này, sau đó từ cái kết quả đó trả đến cái prepare, trỏ đến cái prepare vẫn được bình thường. Đúng chưa? Vẫn được bình thường chẳng sao cả.
Sau đó sao? STMT trở đến XQ. Sau đó có một cái biến là result bằng bằng gì? STMT trở đến fetch all và tiến hành return cái biến result kia. Sao rồi? Đừng ngủ quá. Không kìa, tôi ngủ quá rồi. Không kìa. Rồi, thử cái nhá. Thử cái này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái biến hứng là biến get lead. Nó sẽ bằng cái biến get model cho đến get all đúng không? Thế nào tiến hành va đâm ra cái get lead. Test. Đúng không? Xong chưa? Test đi, xem có chạy không? Được chưa? Nếu mà không kịp thì tôi đẩy code lên Smart GitHub. Các bạn có thể lên đây copy về cho nhanh.
Được chưa? Bây giờ cái việc còn lại của các bạn rất đơn giản thôi, đó là cái việc gì? Cái gì? Hiển thị ra dạng bảng là tôi không chỉ đâu nha, cái đấy việc kệ các bạn thôi, tôi không làm đâu. Đến giờ này cũng không làm được cái việc đấy thì chịu. Xong chưa? Tiếp tục. Tiếp tục này. Thế liệu chúng ta lại đặt câu hỏi là liệu chúng ta có thể rút ngắn được hai cái dòng này lại không? Bởi vì chúng ta không cần thiết phải tạo ra cái kết mô đồ để làm gì cả. Đúng không? Chẳng cần thiết phải tạo ra cái này. Nhưng mà trước đấy tôi giới thiệu trước cho bạn một cái hàm nữa. Một cái hàm nữa, hàm này tên là function. Hàm này tên là gạch gạch construct. Hàm construct. Chẳng thấy tiền cộng thì toàn thấy trừ tiền ngân hàng. Đang có 24.000 trừ đi 11.000 là còn 3.500 à? Đây ngân hàng có trừ đấy. Rất thú vị, thuế má quá. Xong chưa? Hàm construct này, các bạn xem nhá, xem cái hàm construct này làm gì nhá. Echo test construct. Được chưa? Test construct. Function đi cho nó sĩ. Mà tôi die luôn. Không, không die được. Không die được. Xong nhá. Rồi nhá. Test này. Rồi giờ các bạn phát biểu tôi xem là cái hàm construct này nó làm cái gì. Xếp xuống nhá. Bây giờ tôi còn require cái model category này. Tôi có get model bằng new category đúng không? Ở đây các bạn khẳng định cho tôi một điều là tôi có echo cái gì không? Không echo cái gì đúng không? Tức là sẽ không có gì hiển thị khi mà chạy thay index này. Đúng không? Coi này. Test construct function. Thế chứng tỏ là một cái điều là cái này chạy rồi. Đúng không? Chứng tỏ là cái này chạy rồi. Thế vậy thì cái hàm construct này là ý nghĩa là gì ạ? Khi nào nó sẽ được gọi? Tùng. Khi nào hàm construct này sẽ được gọi? Hàm thì phải gọi nó mới chạy đúng không? Bố láo. Khi new ghi vào. Cái này cực kỳ quan trọng đấy. Hàm construct trong lớp, trong class sẽ được thực thi ngay khi đối tượng được tạo ra, ngay khi thực thể được tạo ra. Chẳng nghĩa sách vở đâu. Không đợi. Tôi đẩy cô lên GitHub rồi tí nó chỉ cóp về. Việc ghi chép thì không phải lúc nào cũng chép được. Ai? Đi về ngay đi tìm con Vân Anh đòi bút. Nhanh lên. Được chưa? Khi đối tượng được tạo ra. Được chưa? Ví dụ như tôi sẽ có thêm một cái biến nữa là biến đô la hiếu bằng new category như này. Thế vậy thì cái echo cái nó được chạy mấy lần? Hai lần. Đúng không? Đó, cứ một đối tượng được tạo ra thì là cái hàm construct sẽ được chạy. Không có thì không chạy, còn có thì sẽ chạy.
Được chưa? Tiếp nhá. Tiếp này. Thế vậy thì cái hàm này dùng để làm quái. Đúng không? Nó chỉ có mỗi một cái ý nghĩa là cái hàm này nó sẽ chạy ngay lập tức khi mà người ta tiến hành chạy cái khi mà mới tạo ra cái đối tượng. Thế vậy ý nghĩa của nó là gì? Các bạn coi này. Ví dụ tôi điền vào đây là 1, chuyện gì bây giờ? Chuyện viễn tưởng phải mô tả linh tinh. Được chưa? Vẫn thế đúng không? Vẫn chẳng có gì thay đổi, kể cả tôi truyền bao nhiêu thứ vào đây, bởi vì nó là chúng ta để đây nó là đóng mở ngoặc cho nên chúng ta sẽ truyền được biến đúng không? Nhưng ở đây nó không có cái chuyện gì xảy ra cả. Các bạn coi này. Tôi hoàn toàn có thể làm được cái việc này. Tôi nhận tham số đầu tiên là tham số ID. Tham số thứ hai là tham số name. Và tham số thứ ba là tham số DSC. Được chưa? Tương ứng với ba cái vị trí người ta truyền giá trị vào đây, 1, 2 và 3. Đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ có cái gì? Trong cái category này tôi không echo nữa mà tôi tiến hành vadam cái ID, vadam cái name và vadam cái DSC. Bây giờ chúng ta sẽ có thấy giá trị người ta truyền vào từ cái new không? Đây này, new ở trong này truyền vào cái gì? Họ ở trong này thì ở trong cái lớp ấy chúng ta có thể hứng được cái đấy, đúng nhá. Mà đã hứng rồi thì sao? This trở đến ID bằng biến ID ở trên, this trở đến name bằng cái biến name ở trên, và gì nữa? Description bằng DSC ở trên. Sau đó tiến hành vadam ra cái đô la sys. Đối tượng gì? Object loại category các thuộc tính ID giá trị 1, name giá trị chuyện viễn tưởng, description giá trị là một đoạn tích lằng ngoằng. Sao? Lợi thế là gì? Tạo ra object dễ dàng hơn, và object của chúng ta có sẵn các cái giá trị người ta điền vào. Được chưa? Trong trường hợp thế vậy, nếu trong trường hợp chúng ta không điền cái gì vào thì nó có chạy không? Có chạy không? Nào xem nhá. Bình tĩnh đã. Nếu ở trong này nhận ba cái biến này mà ở đây chúng ta không truyền cái gì vào thì nó bằng cái gì? Bằng lỗi. Lỗi thẳng luôn chứ. Đúng không? Không thì nó lấy đào đâu ra cái ID này? Nó đào đâu ra cái ID và cái name và cái description này để nó gán. Đúng không? Thế vậy thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái thuộc tính, cái đặc điểm của hàm ở trong PHP, đó là chúng ta hàm có giá trị mặc định null. DSC cũng bằng null. Thì bây giờ chúng ta sẽ có, để luôn đảm bảo được cái khung sườn các cái thuộc tính của đối tượng của mình, đúng không? Cứ tạo ra là chắc chắn là nó phải có cái thuộc tính này, bất biết là có cái giá trị này, bất là có cái giá trị cho thuộc tính này, bất biết là người ta có truyền vào hay không. Không truyền vào thì bằng null thôi. Được chưa? Còn gì nữa? Còn gì nữa các bạn biết không? Còn một cái nó cực kỳ hay. Đây này, nhìn đây này. $this trở đến con bằng new PDO. Thế này có được không? Và tôi sẵn sàng tôi bỏ cái này đi. Tôi sửa cái this get connection này bằng thành this con.
Có được không? Ngay khi đối tượng được tạo ra, chúng ta đã có một cái thuộc tính tên là con. Nó là gì? Là gì hả Chí? Cái con này là gì? Là gì? Đây, nó bằng cái kết quả của cái này. Mà cái này thì trước dùng đến hàng trăm lần rồi. Ờ, tại sao không biết? Cái này không lạ nhá, các bài trước đầy. Minh Tổ. Cái này nó là cái gì? Chúng tôi đang bôi đen. Ờ, đúng rồi, đó là cái kết nối đến cơ sở dữ liệu thôi. Ngay khi đối tượng được tạo ra, chúng ta có một cái thuộc tính con của cái đối tượng đó. Nó là kết nối đến cơ sở dữ liệu luôn. Được chưa? Nếu mà bây giờ tôi tiến hành bỏ cái comment ở dưới kia đi, tôi đảm bảo với các bạn kết quả vẫn như cũ. Đảm bảo với các bạn kết quả vẫn như cũ luôn. Đây nhá, thử nhá. Kết quả vẫn ra được cái kết lít là một cái mạng chứa dữ liệu ở trong cơ sở dữ liệu. Đúng không? Vẫn là cái mạng đấy, không khác gì cả, đúng chưa? Cái việc này nó sẽ giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu nhanh hơn rất là nhiều lần, thay cho trước đây chúng ta mỗi một bảng, chúng ta mỗi một lần làm ấy là chúng ta lại phải tạo kết nối đến cơ sở dữ liệu lằng ngoằng thực hiện xây dựng câu lệnh SQL, xong rồi sau đấy là mới thực thi và lấy ra kết quả. Nó rơi vào tầm 4 đến 5 dòng cho mỗi một lần, đúng không? Nhưng bây giờ thì chúng ta làm sao? Chuyển xuống dùng chỉ còn 2 dòng, và thậm chí tôi chuẩn bị chuyển nó còn 1 dòng nha các bạn xem này, còn 1 dòng thôi. 1 dòng ở đây bằng cách nào? Đến đây đã hiểu chưa? Thứ nhất đã hiểu chưa đã? Làm sao? Nghỉ cả đến cả tháng rồi làm sao mà hiểu được? Chả lắc. Và về xem lại cái bài trước của tôi ấy, thì mới hiểu cái đối tượng là cái gì, dùng nó ra làm sao. Vâng, thằng Hiếu có hiểu gì không? Có cơ á. Thế bây giờ tôi yêu cầu làm cho tôi cái hàm này. Function file 1 truyền vào đây cái ID. Yêu cầu đây là hàm là lấy ra một đối tượng, một bản ghi trong cơ sở dữ liệu có ID bằng với cái biến ID truyền vào. Có làm được không? Làm đi thằng kia, gật gù cái gì? Bắt đầu thấy thằng nào mắt cũng díp rồi, đi rửa mặt phải chưa? Nghe thấy hữu không? Đi rửa mặt
Thấy mắt mắt bị sưng nước rồi. Cận nhá. Tại sao kính về đâu? Thế mày nhìn là mà nhìn là sao được trên bảng? Vẫn nhìn. Truyền vào cái ID. Sau đó lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu. Nếu mà thằng nào khôn ra thì copy y nguyên cái hàm trên thêm một câu lệnh where là xong. Thank you.
Xong chưa? Thằng kia ngó gì nó xong chưa? Hả? Chưa? Mày có chịu mần mò đâu mà mày nói xong được. Thằng người rời ấy. Chết mất. Thằng Nghĩa xong chưa? Làm sao mà chưa xong? Đến đâu rồi? Hả? Mò á? Mò cái gì các cái hàm này tóm lại là xoay quanh cái câu lệnh SQL. Thế vậy thì chuẩn bị học lại đi là vừa. Nhá. Thế còn cứ đến giờ cuối kỳ rồi vẫn còn ngồi cài lại Navicat với lại cài lại SAM đi. Không nhờ? Thằng béo không chưa? Béo. Tại sao? Lên bàn đầu ngồi nhanh lên. Để thi thoảng con lượn xuống ngó. Đó. Dễ vãi trưởng luôn đây này. Nhìn này. Câu lệnh này giúp sinh ra câu lệnh cái biến SQL này giúp sinh ra câu lệnh gì? Select sao from cái gì? Sao from cái gì? Cell table name. Cell là chính nó là cái này. Hai chấm cái này có biết không? Category hai chấm table name có biết không? Thế vậy thì cái này là ở đây là thay bằng cái cell. Bởi vì nằm trong cái cặp dấu ngoặc này cho nên chúng ta có cái từ khóa cell là chính chọn chính cái thằng này. Bây giờ chọn hai chấm table name đâu? Đây cái này đúng không? Mang giá trị này đúng không? Thế vậy thì câu lệnh SQL này ở đây là gì? Đọc cho tôi câu lệnh SQL. Select sao from category. Đúng chưa? Rồi, vậy thì copy lại câu này. Vứt xuống đây. Cộng thêm với cái chuỗi là where ID bằng cái biến ID truyền vào chứ còn sao nữa. Ô, thú vị nhỉ. Chẳng biết một cái gì luôn. Thế mới hay. Sau đó lại copy lại nguyên cái cục này. Hết. Đây copy lại cái cục này là sao. Hết phim. Đây tôi thay đổi nhá. Ví dụ tôi sẽ lấy ra cái file 1 ID bằng 2 đi. Đúng không? Đúng bằng 2 chưa? Bằng 3 đi. Đúng bằng 3 chưa? Chẳng có cái vẹo gì. Xong phim. Nhặt tuẹt. Có thế thôi, có cái gì cao siêu đâu. Được chưa? Rồi, kinh nhẹ. Tiếp tục. Chúng ta tiến hành tạo ra một cái hàm. À quên nhầm. Chúng ta sửa thêm cái hàm function này, file 1 này trở thành hàm là hàm hàm gì nhỉ? Static. Static function file 1 có được không? Static function file 1. Được không? Hàm static thì dùng như nào? Gọi cái hàm static thì dùng ký tự gì? Minh Tổ. Gọi hàm static thì dùng ký tự gì? Hiểu. Gọi hàm static thì dùng ký tự gì?
đô la tên, nghe thấy đô la tên đã thấy có vấn đề rồi, đào đâu ra đô la vậy, hàm mà hàm static nhá. Đúng rồi, hai chấm hai chấm đã xong. Đây ví dụ như này, tôi sẽ comment cái đoạn này vào, comment cái đoạn này vào, được chưa? Đây là hàm static nhá, hàm static file one nhá. Thì ở đây tôi muốn dùng cái đấy á, muốn dùng cái hàm file one này này thì tôi sẽ thay cái này bằng, thay cả cái cụm này bằng hai chấm hai chấm file one, tôi vứt cái này đi, bớt đi được một dòng. Rồi giờ thử 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 xem có chạy nó có ra không nhá. Hàm file one là hàm static này, gọi nó thì bằng dấu hai chấm này và nhận vẫn nhận biến như bình thường. Thì bây giờ chúng ta xem có cái gì. Null. Null luôn. Biết vì sao null không? Get list. Ở đây nó đã trả về cái gì chưa? Ở đây nó không trả về cái gì đúng không? Thì chúng ta tiến hành là va đâm cái SQL. Va đâm cái câu đô la SQL và đai đây chạy, chúng ta nhìn thấy là câu lệnh là select sound from category where id bằng ba, xong được chưa? Rồi bây giờ ăn comment cái mớ dưới này liệu có chạy không? Đố các bạn biết tôi ăn comment cái mớ dưới này có chạy không? Có chạy không? Ủa? Có chạy không? Nào câu lệnh trên đầu tiên này, câu lệnh SQL này thì nó là sinh ra chúng ta một cái đoạn string vừa rồi chứng minh chạy rồi đúng không? Tiếp theo đến câu thứ hai này là STMT bằng zip trỏ đến con trỏ đến prepare, đúng chưa? Không sai đúng không? Thế cái zip này là cái gì? Minh, zip là gì? Đô la zip. Đúng cái hàm mà, đúng cái hàm mà. Chính nó hay là cái chứ chính nó là đứa nào? Hả? Phải qua nào? Tên hàm mà. Tên hàm có trỏ đến con được không? Tên của object. Tên object là cái category này á. Như một thói quen, hỏi cái gì rồi lại cắm đầu cắm cổ xuống tìm máy tính, tìm làm sao mà ra được. Tôi phải mất đến cả nửa buổi trước tôi mới giải thích cho ông là cái zip là cái gì. Bây giờ nhìn thấy cái máy tính thì giải quyết được vấn đề gì. Về không làm bài đúng không? Xem á, chuyện tìm với lại xem làm sao mà giải quyết được vấn đề này. Sau này chỉ xem không, không ai đưa tiền đến cho ông đâu. Xem không cũng tự nhiên không sinh ra đứa con được đâu. Hiểu. Zip là gì? Đô la zip là gì? Hả? Chính cái giá trị à? Giá trị nhập vào, nhập vào ở đâu? Ở bên cái ID. Ở đây á? Ở đây á? Đâu? Cái đô la zip là cái nào? Cái một. Một nào? Một nào? Cái gì mà phiên oan? Phiên oan 3. Cái đô la ID. Đô la ID. Lấy ra cái này á? Hả? Ông bị ảo à? Người ta đang cần tìm cái đấy, ông lại bảo lấy ra cái đấy. Auto
Zip là gì đã? Chính nó. Chính nó ở đây là ai? Hả? Bộ lão. Cơ sở dữ liệu nào? Con nào? Con đâu? Zip chọn những con này hả? Con này đâu đâu ra? Ở đây á? Rồi rồi rồi, đến đây gì? Rồi. Đây nó nằm trong hàm construct đúng không? Phải chạy được cái hàm construct này thì cái hàm cái con này mới tồn tại đúng không? Còn trước đấy làm gì có đâu? Đúng chưa? Có đúng không? Rồi nhá. Thế vậy thì gọi đến cái hàm file one này thì có cái chỗ nào là new category không? Đây. Có chỗ nào new category không? Không new thì làm sao chạy được cái hàm này? Đúng chưa? Không new thì chạy vào mắt à? Thế vậy chứng tỏ là không có zip và cũng không có con. Lưu ý cho tôi một điều. Đó là trong hàm static, trong hàm static thì sẽ không có cái thứ gọi là $zip, không bao giờ có cái này. Trong hàm static không có $zip. À? Đây, gọi đây chứng minh là gọi được đây. Đấy, gọi đây. Không có. Ừ. Không có thì là lỗi. Tôi có bảo nó chạy đến đâu. Tôi không hề bảo nó chạy được. Mà đã không có thì là nó sẽ báo lỗi như thế này. Ở đâu như thế này, quên. Được chưa? Thế bây giờ làm sao để tạo ra kết nối? Làm sao để lấy được kết nối? Làm lại cái gì cơ? Lại quay về cái lúc đầu kia. Lại ghét rồi bắt đầu chạy. Ở đâu xảy cái việc đấy xảy ra ở đâu? Ở ngoài kia. Thế vậy thì tôi chuyển cái này sang static làm quái gì? Đúng không? Thay vào việc đấy á, tôi sẽ có một cái biến tên là model bằng new static. Và tôi thay cái này bằng this, thay cái this bằng cái model chọn cái con prepare SQL execute bình thường. Tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn vì sao nó là new static. Thằng béo kia làm chưa? À, chạy được không? Không chạy được. Thế là vẫn cứ ngồi im. Xong chưa? Để tôi còn giải thích cái tại sao tôi lại nhét cái new static vào đây. Được chưa? Rồi nha. Chúng ta đến với câu lệnh đầu tiên, model bằng new static. Biến model bằng new static. Các bạn nhìn cái từ static này giống cái từ static ở đầu tiên đi đúng không? Là tích à? Tích đúng không? Thì cái lý giải đây như sau này. Ví dụ chúng ta có cái lớp là lớp category, có cái hàm là file one. Trong này có một cái new static và một hàm là một cái lớp là product, có cái hàm là file to, trong này cũng có new static, được chưa? Tất cả đều có là dollar model. New static. Thứ nhất tôi khẳng định các bạn cái này, code như này đúng. Code như này đúng.
và nó chỉ dùng khi mà các cái hàm cái từ new static này nằm trong các cái hàm static function. Đúng. Bởi vì nó đúng vì sao? Khi mà gọi cái hàm file one này thì chúng ta sẽ gọi bằng category 2.2.file one. Như này, đúng không? Và cái hàm file two này thì chúng ta sẽ gọi bằng cái gì? Bằng gì? Product 2.2.file two. Như này đúng không? Thì để những cái hàm kiểu dạng static để chạy được ấy thì chúng ta phải xác định là cái hàm nó nằm ở trong cái gì? Những cái này gọi là cái gì? Cái gì? Cái class nào đúng không? Được chưa? Thế nên do đó nếu mà các bạn sinh ra cái biến viết như là biến model bằng new static ở trong này này thì cái chữ static ấy, khi mà nó thực thi ấy, cái chữ static này nó sẽ được thay bằng cái chữ này bằng new category. Được chưa? Còn ở trong này thì sẽ thay được bằng new gì? New product. Được chưa? Được chưa? Nhớ nhá, cái static này là tên hàm cái lớp nào gọi cái hàm này thì cái chữ static, cái chữ new static ở trong đấy sẽ được thay bằng tên của cái class mà gọi đến cái hàm đấy. Được chưa? Ghi vào. Được chưa? Bây giờ tôi chứng minh thử phát nhá. Tôi chứng minh thử cho các bạn xem này. Ví dụ tôi bê cái static file one này. Static file one này tôi vứt vào trong này. Đúng không? Vẫn là new static này, tôi sẽ tiến hành là vadam ở đây. Vadam cái model này. Đúng không? Ở bên category tôi cũng tiến hành là vadam cái model đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái ở index này là category này và product này. Đây là tôi sẽ tiến hành là get list bằng category 2.2.file1 đúng không? Được chưa? Coi này. Đối tượng của chúng ta là đối tượng gì? Category đúng không? Rồi tiếp tục. Tôi tiến hành sửa đây thành product 2.2.file1. Wow, what the fuck? Quên mất không đai. Đây. Sao? Nó là lớp gì? Product. Đúng không? Các bạn gọi của cái lớp nào thì cái static chính là cái tên của cái lớp đấy, bằng new cái đối tượng đấy. Được chưa? Cái việc này nó rất là quan trọng đấy nha. Tôi cảnh báo trước cho các bạn cái việc nó rất là quan trọng, bởi vì sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc kế thừa sau này. Nó sẽ rất là quan trọng đấy. Xong chưa? Đến đây là category này. Category. Thì ở đây chúng ta cái biến model này sẽ bằng cái gì? New static tương đương với new. New cái gì? New category. Mà new category thì hàm gì sẽ được chạy? Hàm gì? Hàm trên là hàm get all à? Hàm construct sẽ được chạy. Được chưa? Sau khi hàm construct, tức là cái câu lệnh này này, tôi sẽ gom cái này lại cho dễ nhìn. Đây, nữa. Đây. À nhầm. Bung cái này ra. Đây nhá.
khi mà cái đoạn này chạy xong thì cái cả toàn bộ code ở trong cái hàm này được chạy đúng không? Bởi vì nó là construct mà. Đúng nhá, bởi nó cứ có new là cái hàm nó cứ thế nó chạy thôi. Được chưa? Sau đó chạy xong cái hàm này rồi thì cái đối tượng model của chúng ta sẽ có ID bằng rỗng này, name bằng rỗng này, description bằng rỗng này và có con bằng kết nối đến cơ sở dữ liệu. Đúng không? Rồi sao? Rồi sao nữa? Chúng ta tiếp tục tạo ra câu lệnh SQL. Đúng không? Tạo ra câu lệnh SQL. Rồi sẽ có cái STMT bằng cái gì? Bằng cái đối tượng vừa mới tạo ra, trỏ đến cái thuộc tính. Còn S tương đương với cái điểm cả. Lấy ra cái gì? Tương đương với cái gì? Lấy ra cái kết nối đến cơ sở dữ liệu. Đúng không? Lấy ra cái kết nối đến cơ sở dữ liệu. Sau đó cái đoạn bên này tôi không giải thích nữa. Được chưa? Cái đoạn dưới thì lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi tôi không giải thích nữa. Xong chưa? Đó. Được chưa? Bây giờ các bạn thử chuyển cái get all này sang cũng là hàm static cho tôi. Chuyển cái get all sang static. Làm nào nào? Nghe này. Tôi đẩy code lên trên server nhé. À, đẩy code lên GitHub nhé. Chuyển cái get all sang static. Model phải biết thế hả Minh? Nó là biến mà. Sửa cái hàm mà index sang hàm mà get all.
Anh không biết là cái gì đâu mà. Câu lệnh kết nối đến tạo kết nối đến MySQL viết như thế nào? Biết thấy đúng chưa? Cái chỗ MySQL host kia biết đúng chưa? Phải à? Không nhớ thì mở bài cũ mà xem. Ông có thể đọc cốt quái không mà ông đi tìm cái gì về đó ông Minh. Ông đọc cốt gì, ông đọc cái gì ở trong cái file này đấy, cái file đấy ông đọc cái gì ở đấy. Ông chỉ cho tôi xem ông đọc cái gì. Tìm cái gì? Tôi hỏi là ông có đọc không, tôi không hỏi là ông có tìm cái gì. Ông đọc cái gì ở đây? Ông đọc cái gì? Tìm kết nối cơ sở dữ liệu thì không có thèm đọc code đâu mà không tìm được. Nó ở ngay cái đầu tiên của ông ấy. Không biết cái đầu tiên là cái gì, cái dòng đầu tiên, dòng số 2 ấy. Có bao giờ thèm đọc đâu. Lỗi không đọc. Đi tìm, đi tìm cũng không đọc. Thế làm sao mà ra được? Này thì muôn đời rồi, không bao giờ khá gì được. Phải phê tung tung. Để tôi xem từ giờ đến chiều ông làm xong không, giờ không được giờ ngồi để nhìn, bao giờ xong tôi tiếp tục dạy tiếp không thôi. Không thèm nhìn lỗi là cái gì, đọc còn tốc độ ánh sáng à?
Nào bảo lỗi đi xem nào. Dịch cho tôi cái lỗi ra xem nào. P0 đúng rồi. Ở trong object. Rồi đúng rồi. Rồi xem cái đô là dịch ở dòng bao nhiêu. Ở dòng 18. Rồi sao? Đấy là hàm static thì tôi vừa nói cái gì, tôi viết to vật vã ở trên bảng kia. Static thì làm gì có gì? Bây giờ làm sao để lấy được cái con đấy? Model. Đúng rồi. Đúng rồi. Xong giờ sao? Sao nữa? Ngửa mặt lên nhìn trên bảng anh ạ. Nhìn trên đây. Có thấy gì không? Cái hàm tôi làm mẫu là hàm nào? Tức là hàm file1 của tôi đã đúng rồi. Bây giờ tôi đang yêu cầu làm hàm ghép ôn. Thế vậy lấy nhìn ví dụ ở đâu? Vâng, nhìn ví dụ ở hàm file one cái đoạn tương ứng là đoạn nào? Máy chủ nhân vàng ngay lập tức được làm gì? Vấn đề ở đây đang nằm ở cái zip đúng không? Nhìn trên kia ở hàm file one tôi giải quyết cái thằng zip bằng cách nào? Cách nào? Xong sao nữa? Không chưa? Vấn đề của mình là gì có biết không? Có biết vấn đề là gì không? Hả? Mình có biết không? Chưa chú ý á. Ông đã bao giờ chú ý đâu mà chưa biết rồi. Một là về nhà tôi chẳng thấy bao giờ là ông thể hiện cái việc là ông đã từng làm bài. Về nhà tôi chỉ cần yêu cầu công là đọc qua cái bài vừa rồi một lần đến hai lần thôi. Làm một đến hai cái ví dụ mất chắc thì khoảng 15 phút chứ mấy. Không bao giờ chịu làm. Lên lớp thì cứ vừa ngồi vừa nghếch. Thế làm sao mà làm được bài? Thằng béo xong chưa? Chưa xong. Trang bái anh Minh gặp thầy lên đây. Anh ấy dạy cho mày viết cái đoạn kia mà không đúng, chép thôi mà cũng không chép được. Nào, thánh gì đó, thánh thuốc, thánh khói, mai đi đâu mang, mai bắt đầu từ buổi sau nhé, đi học mang theo cái bát hương, mang lên đây cắm cho nhá. Út thì giỏi. Học thì đi nước. Các kia xong chưa? Chỉ được không? Thank you.
Tâm sự. Vì sao phải tâm sự vậy? Xin ý kiến gì? Nghỉ ở đây à? Để làm gì? Chưa biết. Học không vào là chuyện bình thường. Học không vào để tìm cách để học cho nó vào. Cái quan niệm tôi nói rồi, tôi từ lâu rồi. Nếu mà thích nghề thì phải theo nghề. Còn nếu cảm giác như mình không phù hợp với cái ngành này, tức là trong cái ngành này nó có rất nhiều vị trí, đó, mình phải thử hết xem mà mình thích cái gì và khả năng của mình làm được cái gì, và thử xem là cái thử nghĩ lại xem là những cái cố gắng của mình đã đủ hay chưa, hiểu không? Chứ đừng có mọi nản, tôi ngày xưa mà nản cái câu tôi bỏ học lâu rồi, nói thật, bỏ năm, đâu, một năm là tôi đã biết cái gì đấy rồi ấy. Còn học về đại học á, học toàn tiếng Anh, mình đã ngu thì chớ. Và nó vớ được mấy cái giáo trình con vật toàn tiếng Anh là tiếng Anh một đọc chẳng hiểu mẹ. Sao đi? Phải còn sang một số nữa. Không phải sai gì đâu. Đây này. Tên lớp viết như nào? Tên lớp viết như nào? Nếu nó trả thì mày biết chưa? Chưa có cái gì? Vậy thì xem nào tiếp tục. Cái gì? Ra ngoài gì? Không nghe gì cả. Không nghe gì giờ này hết.
Làm xong đi rồi mày muốn đi đâu mày đi, muốn làm gì mày làm. Người ta sẽ chỉ dễ tính với những con người làm được việc thôi. Tôi sẽ tạo một cái bảng mới. Bảng ở đây gồm ID này, thì tôi để là Product ID đi. Product ID Auto Increment này. Product Name này. Vacha này. Price rồi thì description cái gì nữa nhỉ, sản phẩm thì có tên, giá, manufacturer và cha warranty INT. Đây, bảng này là bảng product của tôi. Tạo bảng và thêm cho tôi 10 bản ghi ở trong cái bảng này. Sau đó là hiển thị dạng bảng không ạ? Cái chống chơi máy anh làm sao mà làm được cái gì? Sao? Tí lại là thôi. Sao phải bèo? Làm đi. Mày không biết gì mình chưa? Rồi đi. Đây là quarry nhá. Không biết gì mình chưa? Manufacturer là nhà sản xuất, brand là hãng, thương hiệu, ai thì nó khác nhau à? Ô thằng kia, bảo mày xuống đi rồi nó. Sao nào mày rồi, tên coi gì đấy?
cái file đấy thì lại không cần điểm, chỉ có file nào là class thì biết qua thôi. Thế thằng em đi qua đấy. Mày đang đổi tên cái gì đây? Vậy đến lúc nãy thầy bảo là class file là phía hoa không? Class là hoa. À, class nha. File nào là class thì mới biết hoa. Có hiểu không? SC. Thằng Nghĩa kia làm đi, xuống đây học cái gì? Chị em mà thôi. Chưa xong đâu. Rồi, giờ tôi đi chẳng bộ cho. Bỏ đi chẳng bộ ra. Đấy. Mày đã copy rồi, mày chỉ cần dùng B hoặc cũng bắt là xong. Nhưng mày không tính vậy. Đã. Thank you.
chú này bao 50k. Tôi thấy cái gì đâu. Cũng nhớ bài. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, đó. 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 Đ
Đấy, đang nói cái nám đấy. Mày bảo là đấy, 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 đấ
VB là ghét ở cái gì? Cái đó. Gì được? Chút mà thừa nhé nào. Chị à, bây giờ em là điểm hết nhét cái gì vào. Ừ, mình phải biết là nhét cái gì vào. Chả biết là phải làm gì. Tôi đều biết làm. Mà nhưng mà ở chính mình thì cũng ra đây. Ví dụ là nhét mấy thông tin linh liếc vào đó. Thì bây giờ là mình phải biết cách nhét. Biết cái sốt, cái sốt ra, biết rồi đúng không? Có thể là mà sốt. Dạ. Sốt cái gì đó? Lấy thông tin từ bản này, lấy thông tin từ bản ra xong một cách để làm sao để sốt ra. Không phải biết. Ừ, là cái này, là cái này. Đấy, cũng nhìn nhiều đấy đó. Chưa được. Nên cứ giờ đấy. Nghỉ thì em thua gì, nghỉ nữa đi. À, thế à. Em nghỉ đưa đi xong bảo lưu mẹo rồi. Đâu, học lại. Giờ ơi, tôi bảo lưu sang năm lắm tiền là học lại thì tao bảo lưu rồi, cái gì tao bảo lưu rồi. Đây, được. Vậy nghe tiền. Nghe thấy trai em họ sinh viên thế đó. Có bạn nữ rất là xinh. Hoa Kim à? Hoa Kim. Ta biết ngay, người ta gọi là view à, cái gì nhỉ? Mẹo là gì? Thôi. Đừng tin. Tốt, đúng rồi nhỉ, tốt. Thì mình em có cả tâm tin. Ca bao nhiêu? Lừa đảo. Ca hai chỉ là ca ba hai mà. Kéo lại ca ba hai luôn. Cái gì hỏi anh? Là hỏi anh. Ca ba hai mà chúng ta gọi là em phát triển viên là ca ba hai. Tư vấn. Tư vấn thôi. Tư vấn đảm bảo tìm tư vấn. Tư vấn biết đến. Muốn tư vấn có phải xin nghe? Bạn đều chưa follow mình. À thì mình chưa follow bạn đấy. Chưa. Lên đồ bạn cái gì đó nghỉ luôn. Tao nghĩ thế này mình đi đến tiện cái lúc đó. Nét con mẹ nó sang lớp viên một là được cho được giết nhau. Lớp mình thì nhét nhau là lúc cái bà hai. Cái bà hai là tao quên. Tao chủ cái đó. Tao bị cái này là con gái không? Gái. Chả gái. Mẹ mày như thế là tao hơi chạy. Mày mẹ cũng có thể hiểu yên. Hoàng tên là gì? Hoàng Kim. Hoàng Kim hay Hoàng Kim? Hoàng. Ông cu sẽ lên cổ sinh viên đấy. Đó là một sinh viên tím. Tím lấy con đó. Tím lấy con đó. Ông sẽ nào? Tôi còn tím. Tôi sẽ lên mặt rồi không đấy. Tôi nhìn con này thôi. Cổ sinh viên cao không ạ? Phải, từ giờ mình có thể lớn không? Đẹp bé. Đẹp thôi. Mới đúng. Đây bà. Đẹp bà. Đẹp bà. Đẹp bà. Đẹp bà. Đẹp bà. Bây giờ ơi, bây giờ. Ôi, bà bảo đi. Đấy, bố mới thấy rồi này. Mấy cái bọn thấy mật này. Bố mới thấy nó rồi. Chị đã đó. Ôi, xấu lắm. Từ từ. Kéo. Nó mảnh không rồi, từ từ. Nhưng mà nó lại từ từ. Mẹ có sợ anh cho nhiễm virus đâu. Mà to lên từ từ. Mày phải bốc cả 360 nhá. Nên nhớ xe 360 nhá. Ghê 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 ghê. Bố mẹ. Lép rồi. Lép được. Lép được. Lép cái xinh. Sống mông lên. Ui dù chị trẻ trâu lên. Đấy á. Cái mấy hành kia hành mẹ. Ôi cái mẹ lừa nhà. Ôi mẹ. Ôi mẹ. Thằng sau con. Đây à. Chúng mày.
cái blog luôn. Nhìn thấy chưa? Tại vì là một cái blog luôn nha. Cái bản luật không cho cái này luôn thì mình không nếu mà tới về thì mình tới về rồi. Không biết chắc rồi. Đó. Cái bạn không biết chắc rồi tới về bỏ chặn được rồi đó. Nên là thay vì cái bạn thì nó chặn một tối bạn lại chặn cái quên sang cái xưa cho nó nhớ sai lắm. Sai lắm. Mày thấy chưa? Mày cho mình nữa đi. Tao report cái bài đâu rồi? Muốn tao report. Đây là gì à? Ừ. Mày xem trên kênh lên chat luôn. Đừng đâu đi. Hình như cái này là cái gì? Nghe này. Sư về à? Làm án chưa? Đúng lắm. Làm án đấy. Cái làm án đấy. Luôn đi. Lên. Tinh thần tự giác đi. Về đi. Thế thì sao mình đi mà chơi? Nghiệp niềm nhé. Làm gì? Tao cho cả những điều. Đi đi đi. Vẫn chưa xong. Ôi giời ơi, làm gì mà đến mức gần xong. Đây nha. Tôi chỉ cho các ông một cách làm cực kỳ nhanh. Copy hết. Vứt sang bên này. Sửa cái này thành product. Sai, vẫn sai. Sai gì? À, ừ, đúng rồi. Xin lỗi. Làm gì mà căng. Căng đấy. Được chưa? Đây là cái gì à? Không. Construct á? Không. Construct thì thực tế ra là mình cũng không cần không cần cái này. Tôi tạo ra cái này ấy để chuẩn bị cho chúng ta làm cái phần là insert. Câu lệnh insert và câu lệnh update. Thì nó sẽ là như thế này. Chưa xong đâu, chưa được về đâu. Hôm nay còn học đến 4:30. Mong mỏi gì. Được chưa? Về thì chúng ta sẽ làm cho tôi hàm này. Function. Nhớ nha, tôi không viết sai đâu. Insert. Tiếp theo. Function. Update. Được chưa? Hai function này. Còn nữa. Còn một function nữa. Delete. Chỉ thế này thôi. Cái đấy không có
Không. Tại sao phải dùng hàm tĩnh? Nó là của object thì mới dễ. Tại sao phải cho tham số? Không có ID thì xóa kiểu gì? Không, không có ID thì nó không phải là bản ghi trong cơ sở dữ liệu thì không xóa nữa. Đúng không? Nếu mà có ID thì chứng tỏ nó đã là lấy ra từ cơ sở dữ liệu rồi thì xóa được chứ. Đúng không? Được chưa? Cái này phải tự làm thôi, chẳng còn cách nào khác đâu. Ngoài ra, nào tập trung vào đây. Ngoài ra, chúng ta còn một cái vấn đề nữa ở đây. Ví dụ, các em để ý này, cái fat on này nhá. Ví dụ cái category fat on này nhá. Đúng không? Tôi chỉ fat on ra thì xem cái output của nó này. Output của nó là cái gì? Mạng. Đúng không? Có đúng là đây là ở đây là get on đúng không? Xin lỗi. Đây, ố. This category dòng 14. Category. À, get on tôi chuyển thành static rồi. Quên chưa sửa. Get on sao? Đây. Thứ nhất, kết quả trả ra là gì? Mạng. Trong mạng có gì? Trong mạng có mạng đúng không? Thế vậy thì nếu mà tôi dùng các cái mảng này, ví dụ nhá, đơn giản cử như này thôi. Tôi muốn khi mà hiển thị ra ấy, tôi muốn cái đoạn name này này nó được chuyển, nó được nằm ở trong thẻ H3 luôn. Ví dụ nó sẽ trở thành như này luôn. Đóng mở ngoặc H3 chuyển thiếu nhi. Chứ không cần phải chúng ta đưa vào trong thẻ H3 ở ngoài HTML. Tức là get name ra thì nó sẽ bằng cái này. Hoặc chúng ta sẽ có thể làm như sau. Ví dụ tôi làm thẳng luôn nhé. Table. Đây là ID này. Đây là name này. Đây là description đúng không? Rồi. Chúng ta tiến hành for each. For each cái biến getLead à? GetLead add value. Đây. Này là echo của cái biến value chọn đến ID. À quên nhập. Xin lỗi, nó là mạng. ID này. Name này. Description. Đây đúng không? Được chưa? Nhưng mà bây giờ có một yêu cầu là tôi muốn là tất cả các cái chữ đầu tiên này. Được chưa? Chữ đầu tiên này. Chữ đầu tiên này khi hiển thị ra ngoài nó được viết hoa thì làm nào? Không muốn sử dụng CSS. Không muốn sử dụng CSS mà sử dụng JavaScript thì làm như thế nào? Tất nhiên là phải viết hàm và nhận giá trị đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Và gọi cái hàm đấy ở trong cái việc echo này. Đúng không? Nhưng mà tại sao phải làm thế? Bởi vì ở đây chúng ta đang đổ dữ liệu ra là thuộc dạng mạng. Mỗi phần tử value này ở trong này là một cái mạng. Và mỗi cái này, mỗi cái cột này tương đương với một cái phần tử nằm trong cái mạng con. Đúng không? Và mạng chúng ta không thể gọi được hàm. Chẳng, tôi có một cách dễ hơn. Ví dụ fetch all này nhé, tôi sẽ có là fetch get class của model. Các em xem kết quả đấy nhá. Tí nữa tôi sẽ giải thích cái đoạn đấy. Oh shit. Undefined constant fetch class. Jadi php pdo class. Đấy. Sao trường này dạo này đổ đốn thế nhỉ, lại có cái trò này.
Đây rồi, thiếu cái này. Nó là trả ra, kết quả trả ra là gì? Mảng đúng không? Mảng đúng không? Nhưng ở trong mảng là gì? Object đúng không? Object hơn array ở đâu? Đúng rồi. Object hơn array ở một chỗ duy nhất, đó là nó có hành động. Tức là chúng ta thực thi được cái hàm. Đúng không? Thì ở đây tôi hoàn toàn có thể làm này. Function capitalize name, đúng không? Được chưa? Thì tôi sẽ có thể là return ra cái this trở đến name, đúng không? Cộng chuỗi với đã capital, đúng không? Ví dụ tôi chế như này, tôi code để chúng ta viết ở trong nhé, đúng không? Tôi chỉ ví dụ thôi. Xong chưa? Tôi hoàn toàn phải tự định nghĩa ra một cái hàm nào đấy tôi thích để biến đổi dữ liệu ở trong cái dữ liệu này của tôi, thì tôi có sẽ là value trỏ đến gì? Trỏ đến capitalize name. Và ở đây tôi sẽ sửa cái này lại thành mũi tên. Chết mẹ nhầm. Chưa bỏ vào lambda. Đã capitalize. Đúng không? Chờ tí, cái này có vấn đề. Value, chờ chút nhá. Object category public ID. Sao lại null hết nhỉ? Object video. Tầm 7. Sao thế nhỉ? Fetch all này, get class model này. Fetch all. Mình làm đúng mà. Để rồi. Do nó bị construct. Cho nên là nó sẽ gặp vấn đề kia. Đây. Chuyện thiếu nhi đã capitalize. Đúng không? Tức là cái kết quả chúng ta có thể cộng thêm hoặc là xử lý chuỗi. Và chúng ta return ra ngoài. Thì ở đây chúng ta không phải gọi thêm một cái hàm ở phía ngoài nào nữa. Đúng không? Mà chúng ta chỉ đơn giản là gọi đến cái hàm xử lý nội bộ của cái lớp này mà thôi. Được chưa? Và để trả ra được một cái mảng chứa các object thì chúng ta có cái cú pháp như sau. STMT trỏ đến fetch all. Cái này chúng ta bắt buộc phải nhớ thôi, chứ không có cách nào khác đâu. Lấy ra là pdo 2.2.fetch class và cái hàm get class ở đây. Được chưa? Get class của cái model, hay chúng ta có thể viết đơn giản như này: string là category, tên lớp. Cái hành động này nó sẽ ép kiểu của những cái bảng ghi trả ra ngoài ấy, nó ép sang kiểu là lớp bên kia, lớp category. Được chưa? Thì cái dữ liệu trả ra nó sẽ luôn luôn ra một mảng. Trong cái mảng đấy thì lại có gì object. Và khi mà chúng ta lấy nó ra ngoài thì chúng ta có thể tương tác với các cái hàm nằm trong object đấy. Được chưa? Nó sẽ có nhiều thứ để chúng giúp chúng ta có thể làm được tương tác với dữ liệu hơn rất là nhiều lần so với cái việc là chúng ta làm theo kiểu dạng mạng array bình thường. Được chưa? Tôi thì tôi sướng mỗi cái này. Đó là cái đoạn value tôi chỉ được trỏ đến thôi, chứ tôi không phải đóng mở ngoặc xong rồi phẩy phẩy nữa. Nó mất thêm của tôi đến 2 đến 3 thao tác, nhưng ở đây tôi chỉ mất 2 thao tác thôi. Đó, đấy là cái việc tôi cảm thấy sướng. Còn cái việc mọi người cảm thấy sướng hay không thì đấy là mỗi người có một cách sướng riêng. Tôi thì tôi chỉ có thú vui thôi. Đâu nhỉ? Đây. Nhớ comment cái đoạn này vào nha. Comment này.
sau cái test class trước thì gì? Hả? Ở chỗ cái test class trước thì gì? Ghép class thì... À. Alo? Mình không có nhu cầu bạn, mình cảm ơn nhé. Mình đang có sử dụng của HSBC rồi bạn. À, thôi, mình cảm ơn, mình dùng một cái là mình thấy mệt lắm à. Mình đang làm ở Hà Nội. Rồi, mình cảm ơn bạn. Viettel được một Viettel, mấy bọn ngân hàng suốt ngày treo kéo, có nhu cầu vay tiền không? Có nhu cầu mở thẻ không? Đâu, vay kiểu dạng là vay ngân hàng bình thường thôi, lãi rơi vào tầm 11% một năm. Được chưa? Tôi sẽ update nốt thằng dưới này. Thằng ở dưới kia cũng vậy. Thằng Fireone ấy, à Fireone ấy, cũng vậy. Nhưng mà ở đây tôi phải biến đổi. Biến đổi một chút. Đó là đây kết quả trả ra là một gì? Fed on luôn luôn là mảng đúng không? Thế vậy thì chúng ta phải if cao của cái result này mà lớn hơn không, đúng không? Tức là số lượng bản ghi lấy ra lớn hơn 1. À, lớn hơn 0 tức là có dữ liệu trả ra đúng không? Return, chết mẹ nhầm. Return ra cái result ở phần tử số. Đúng không? L return null. Được chưa? Để cái hàm file one này nó trả cho tôi một cái gì? Một cái gì? Kết quả trả ra của hàm file one là gì? Mày bị điên à? Nhắn gì? Kết quả trả ra của hàm file one là gì? Hoặc là null rồi này. Hoặc là null, hoặc là cái lan nhanh tắt cho nó phát. Tắt thật tay thật mạnh vào. Nhắn gì? Mạng ở vị trí số 0 nhưng mà kiểu dữ liệu của nó là gì? Ừ, xong. Mày trả lời linh tinh. Chịu. Được chưa? Thì nếu mà chúng ta làm như thế này này thì cái hàm file one nó sẽ trả cho chúng ta một là null, hai là object.
Làm gì? Bây giờ còn gửi tiền lên bến xe. Rồi, đi lấy đi rồi mang tiền về đây còn chứng minh. Không thì không được về. Ừ, đi lấy đi. Chỗ cầm không đi lấy đâu. Nghe nghe. Từ đây ra đây mất 14 phút đúng không? Muốn đi cái gì thì đi. Tôi ở đây từ giờ đến tối. Tối không quay lại. Tối là lúc nào? Tôi chỉ cho ông từ giờ cho đến 5 giờ. Xong chưa bọn kia? Không nhờ? Rồi. Chuyển sang phần tiếp theo. Thằng béo về nhớ lại xem lại video đoạn cuối này đi nha. Về nhớ xem lại cái video đoạn cuối này đi nha. Không mất kiến thức mình giá trị. Ôn lại một chút. Từ hôm qua đến học bên nhật, từ thứ hai đến giờ chúng ta học được những cái thứ gì? Học được cái gì rồi hả? Nghĩa là cái tội tên này giống tên người yêu cũ của mình. Đây học được những cái gì rồi? Câu trả lời được là một cái là một người như vậy. Nghe nếu mà chưa biết nói nào không biết thích nói nào nói tôi sẽ chuyển sang tiếng người nói nhầm tiếng Việt thôi. Còn cái mà mũi tên chọn chọn sai lấy cái gì truy xuất thuộc tính à. Nhưng mà trước cái truy xuất thuộc tính thì phải có cái gì thằng nào ấy tính tỏ nào cái gì à nào người nhắc tôi là gì à không phải em vậy ai nghe quen nó đúng không không phải tí nữa thằng này chống đẩy bao nhiêu cái tôi chống bằng đế cái cùng với nó em đang mở này tiếp đối tượng là gì là cái nghĩa tượng là cái tên nó liên quan là con chó con mèo ừ, con chó con mèo đối tượng có bao nhiêu thứ cần phải quan tâm. Đối tượng có những cái gì? Nhớ nó có hai cái dâu. Đối tượng nào có hai cái dâu? Gồm tên. Tên. Một. Quẩy. Quẩy. Hai. Hai. Có mỗi hai cái thôi à? Con mèo có cái gì đó. Thế à? Rồi hai cái. Cũng tên. Sai rồi. Cho một cơ hội làm lại. Cơ hội nâng lên 40 cái. Cố lên. Đối tượng thì bao gồm để tôi để ý xem nào nhá. Thằng Minh là muốn chặt tắm đấy. Đâu đâu đấy. Đối tượng gồm nhanh lên mất thời gian. Rồi 40 cái gồm cái gì Minh à. Đối tượng bao gồm thuộc tính và đầu. Cái gì đưa vào trong đối tượng thành thuộc tính? Tiếp đi. Tôi đang đếm. Bây giờ hai nào. Toán những thằng chết thì thêm tuổi. Rồi, tạm thời từ từ hô lại đấy đã. Làm sao để định nghĩa được một đối tượng? Từ khóa gì để định nghĩa ra một đối tượng? Tùng liệu hồn. Nghe 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 luôn à? Từ khóa gì? Không biết đúng không? 40 cái. Nhanh như thế. 1 giây là 1
giây là 10 cái rồi. Đâu đấy cái thời gian đấy. Rồi trừ cho mày 10 cái còn 30 cái. 10 cái cũng đầy. Còn có ăn giá. Thì trả giá không? Trả giá. Có muốn trả giá không? Hôm nay có 7 thời gian không trả. À rồi. Rồi, cái từ khóa này định nghĩa ra một cái đối tượng. Chí. Class. Đúng rồi, class. Rồi, tiếp theo. Làm nào để định nghĩa được một thuộc tính? Con em. Ừ. Chả nghĩa là tôi. Ừ. Tên tuổi. Định nghĩa một thuộc tính. Ừ, định nghĩa một thuộc tính trong cái lớp này. Biết. Biết như nào? Biến thì đô la. Thôi, ăn cướp rồi. Ăn cướp rồi. Chân lông chân lông chân lông. Và thì là khả năng nhắc đấy. Không em chỉ cho ai. Ông khai khả năng nhắc tôi trừ cho 10 cái. Không em chỉ mà đây đi đặt ra là trừ cho 20 cái. Thì quá được rồi. Không có. Không có gì. Thầy có nghe khả năng nhắc thì nhắc. Và là xong. Nghe chưa? Thế rồi thì không có chấm phẩy à? Chấm phẩy thì nó dĩ nhiên rồi. Cái gì gọi là dĩ nhiên? Ông thấy nãy giờ mọi bài chết toàn vì chấm phẩy à? Có. Đúng chưa? Nghe đúng chưa? Chắc chắn chưa? Cho cơ hội cuối cùng. Đúng chưa? Thế đúng rồi, nhưng mà cần phải thêm cái tên vào sau nó lại. Tên nào? Tên gì? Tên bất kỳ mình đang nghe. Tên bất kỳ á? Tên bất kỳ. Đây ạ. À? Biết này đúng không? Không, mình đặt cái nào đây là. Nhưng mà không được có dấu cách. Không được có dấu cách. Mày khôn đấy. Đi biến. Rồi. Hàm static khác với hàm bình thường. À, hàm static khác với hàm bình thường ở đâu ạ? Hữu. Phân biệt static và function bình thường. Static là hàm. Ơ. Tôi biết cho nó rõ ràng là vậy. Static là tính không cần phải lưu cộng tên, không cần lưu tên đâu? Class. Wow. Còn phát sinh kia, phát sinh thường thì phải có đối tượng, đúng không? Đối tượng. Rồi, tiếp. Mày chết. Tí nữa mỗi thằng cũng là một cái sự khác nhau với làm anh cái người cả. Nên những cái thằng đã bị trúng đẩy có cơ hội để gỡ bằng cách là kể số khác nhau. Nào Minh Tổ, cố lên nào. Cho cơ hội để gỡ mà. Nhanh lên, đây là Hữu, nhanh lên để ông trả lời xong phát cái bắt nó trúng đẩy luôn. Tôi đi. Nào. Chỉ biết gì? Cách gọi. Cách gọi static cộng phần sự. Cái gì? Static phần sự. Gọi cơ mà. Cách gọi thì static về function thì có hai chấm. Có hai chấm đằng trước hay đằng sau? Đằng trước của. Đằng trước cái gì, đằng sau cái gì?
Đằng sau tên của lát đằng trước và dựng. Ờ, tên của lát. Hai chấm hai chấm ạ. Phát xử. Phát xử. Cái này là? Bên đây thì là tên của lát xong rồi. À, bên đấy là tên biến xong đầu suy ra xong phát xử. Ô đồ. Cho đến. Phát xử. Rồi. Hết chưa? Không. Đừng nói. Đừng nói. Cái nhá. Đừng nói. Đi cho nó đi. Cái sắp tổng hoạt nhà ba rồi. Nhanh lên. Còn nữa. Còn thật đấy, thề luôn còn. Ừ, còn. Vừa mới học xong. Bữa mới học xong nó lù ở trong cốt vẫn còn đây này, trên bản là trên slide này, trên cốt này. Minh Tổ cố lên, nhanh lên phát hiện đi. Không có gì. Rồi, 10 cái rồi chịu. Bớt 10 cái rồi tổng. Hết chưa? Tạm thế đã. Nào hiểu? Trong phát sinh thường thì không có new study. Đúng rồi. Không có cái từ xây đi luôn. Hết chưa? Hết chưa? Hết chưa? Rồi, đồng ý. 10 cái. Còn mình tổ khoảng 20 cái. Tiếp tục. Hiếu. Lạ. Constructor là gì? Hàm construct, xin lỗi, hàm construct. Bọn tôi toàn gọi là constructor nên là tôi bị nhầm. Hàm construct là gì? Để tạo ra đi. Để tạo ra đi. Ai bảo mày thế? Rồi. Tự nhận bao nhiêu cái để còn sắp xếp vào. Gì đấy? Gì đấy? Hả? Ông nghĩa? Dạ. Hàng coi soát. Mày chỉ bảo. Mày giơ tay cái gì? Tôi bảo 50 cái thôi. Vâng. Thằng con sắt là như nào? Nó chạy khi nào? Tôi dùng nó làm gì? Ô hay. Nó không chạy khi nó chạy ngay khi đối tượng được áp dụng. Đúng rồi, chạy ngay khi đối tượng tạo ra. Rồi, tiếp. Nếu không còn giá trị chuyển mạng thì có thể gắn. Ừ. Thế tóm lại là nó dùng để làm gì? Set giá trị là cho gì? Cho thuộc tính. Rồi. Hết chưa? Còn gì không hả Tùng? Còn gì không? Hết rồi. Rồi, ok. Bài tập về nhà đã giao rồi đi nhá. Đây là bài tập về nhà đấy nhá. À đây, ở trong product, xin lỗi. Ở trong product đấy nhá. Tôi đã giao rồi đấy nhá. Được chưa? Và đến buổi sau, yêu cầu các bạn như sau.
Ngoài cái bài tập này ra, các bạn phải đọc trước cho tôi về bốn tính chất trong lập trình đối tượng, bao gồm kế thừa, đa hình, trừu tượng và nằm ngoài. Đó, bốn tính chất. Tôi sẽ bắt từng đứa một lên trả lời, không trả lời được thì lại không cho Tùng hơi tập cơ bụng. Sao mày to làm gì nữa hả? À, không trả lời được. Đứa nào bất kỳ đứa nào không trả lời được là không đều phải sống. Cái này cũng sao nghỉ một buổi hôm sau mình sống gấp đôi. Thôi hôm nay thì thầy skill. Nói đùa với tôi, thằng nào không trả lời được thằng ấy từ cháu. Anh à, điểm danh nè. Cái gì đây?